Kính thưa quý vị, Nam Hàn tập trận hải quân trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực, tin từ hãng Thành. Hải quân Nam Hàn bắt đầu tập trận ngoài khơi từ ngày 6 tháng 2 trong bối cảnh căng thẳng đang lên cao tại khu vực trước khả năng thử nguyên tử của Bắc Hàn. Tuần dương hạm lớp Aegis trọng tải là 7.600 tấn King Sejong The Great, tuần dương hạm lớp Aegis trọng tải 7.600 tấn Jukwook Jil-1 và các tàu thuyền hộ tống đã được huy động tham gia vào cuộc tập trận để phát hiện phi đạn đạo và hệ thống vũ khí tầm gần. Cuộc tập trận hải quân kéo dài 7 ngày bắt đầu từ hôm thứ Tư tại vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông Nam Hàn. Đầu tuần này, thì Nam Hàn đã tổ chức cuộc tập trận hải quân chung với Hoa Kỳ nhằm phô trương lực lượng chống lại kế hoạch thử nguyên tử của quốc gia cô lập. Nếu được thực hiện, đây là lần thử nguyên tử thứ ba của Bắc Hàn.